Rum biến Van Dijk thành gã hề luôn, và thậm chí là biến cả thủ môn nữa. Rum 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 rum. Úi giời, quả này không vào nữa thì thôi. Ok, xin chào tất cả người đang quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay thì game có ra cho hai box, đó là một box Roma và một box icon của Bayern. Thì Roma mình có full clip rồi nha anh ạ, ba cầu thủ. Còn Bayern thì chúng ta có sự xuất hiện của cái tên mới cũng như đó là Room. Thì ngày hôm nay mình sẽ là clip review Room. Đầu tiên xin cảm ơn người anh em Bảo Long rất nhiều cho mình mượn ad ngày hôm nay. Chúc người anh em thật nhiều sức khỏe và gia đình thật nhiều niềm vui nhá. Mét 82, 25 tuổi, giữa chân phải. Nói chung là mét cao cũng ổn. Phạm vi chơi là hai cánh này, CF, SS, AMF, nắp tự mình test luôn. Rồi, chỉ số khi mà đã chọn đúng câu lạc bộ Bayern Munich, nhận thức tấn công 97, kiểm soát bóng 97, rê bóng 96 và dính bóng trong chân khi di chuyển 97. Cái bộ chỉ số khi di chuyển và cầm bóng nó rất ok nhá. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây, chuyển thấp 82 và chuyển bóng 80. Ai, nó hơi tiếc một chút khi mà khả năng chuyển của Room rất là kém nhá, 8x, thậm chí 80 này, dứt điểm 98, ngon, dứt điểm là ok. Đánh đầu 91 cũng được, sút phạt 77, độ xoáy 83, tốc độ 99 này, tăng tốc 97, lực sút 99, úi dồi, lực sút 99 cộng với cái độ chính xác, cái độ khả năng dứt điểm 98 thì rất kinh khủng đây. Bật nhảy 95, tỷ lệ 88, thăng bằng 84 và thể lực 88. Nhìn chung đây là bộ chỉ số ổn, ngoại trừ cái khả năng chuyển bóng thôi. Rồi, tần suất sân quen thuộc 3, độ chính xác 4 và phong phong độ 7, kháng chấn thương 1, kháng chấn thương hơi yếu nhỉ. Skill, double tuck. Ok, rất ngon. Stable control. Hit đinh đánh đầu, long lên right, cứ nằm ngoài vòng cấm, long lên xuất tinh xuất xa. Double tuck với anh em nào mà thích double tuck thì rất ok luôn. Rising shot này. Xuất kiểu bắn tăng ấy. Acrobatic dứt điểm tư thế khó, phất tan shot xuất một chạm, outside corner cắt gần si. Ui, không có skill chuyển một chạm luôn kìa. Với chỉ số chuyển thấp như vậy mà không có skill chuyển một chạm thật sự là một cái rất đáng tiếc luôn. Đủ 10 skill rồi, quá phí. Mình nghĩ đây sẽ là một cái yếu thế của Room đấy. Ok, style goal poacher. Rồi chúng ta đến với thực chiến của Room thôi. Chắc nhiều anh em cũng hỏi là không biết tại sao là mình hôm nay là lên clip hơi muộn đúng không? Thì mình quay xong từ chiều cơ, nhưng mà có một số cái việc nó tự nhiên nó vướng vào ấy. Đấy, thành ra tự nhiên mình bận đột xuất, xong rồi là đến bây giờ, tức là tầm khoảng 7 giờ mình mới có thời gian edit cho anh em. Và tức là edit xong thì mới có thời gian mà đăng được. Nói chung là về Room thì tức là trước khi mà có box này rồi, mình đã nghe qua rất nhiều những cái như kiểu là best CF của best 2021, xong rồi là nói chung là tất cả những sự khen ngợi đều dành cho Room cả. Room ui u u ghê nha, ghê nha, để xem có xứng đáng với cái tên best CF top 1 CF hiện tại hay không. Rank của bạn Bảo Long khá là cao nhá, ban đầu mình vào 1.500 cơ, nhưng mà mình đá tụt rồi còn có 1.460 mấy này. Kaka, nói chung là phải mất thời gian làm quen anh em ạ. Cầu thủ nào cũng thế, không thể 1-2 trận mà chúng ta quen ngay được. Rumenic, ui 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 ui, đồng chí Rum, ui sồi ui, đồng chí Rum lên đồ đi đâu, lên đồ ăn bàn chứ đi đâu nữa. Nói chung Rum thì vừa nãy chúng ta tìm hiểu rồi. Cái yếu nhất theo mình, theo như mình thấy, một số trận vừa nãy mình đã đá thử nhá, đó là cái khả năng chuyển chọt thực sự luôn. Mình thực sự khá là thất vọng với cái khả năng chuyển chọt. Tất nhiên là nó không kiểu đến nỗi là kiểu đến nỗi mà đứng ở cách 1 mét chuyển không chuẩn hay là gì cả, nhưng đây, ui rồi, thủ môn không lao lên là chết rồi. Nào xem có được ăn mừng gì nào. Ai già, điệu gì đây, điệu nhảy lên vồ xuống chết không, điệu này khác quá. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Khi mà mình đang nói về cái vấn đề chuyền bóng của Room thì tất nhiên không phải là tình huống nào Room cũng chuyền gọi là ẩu cả, nhưng theo như mình thấy đây thực sự là một điểm yếu gọi là mình không thích cho lắm ở Room. Đã vậy Room còn đủ 10 skill nữa, không ép được con chuột pass chuyền một chạm, và đôi khi những cái tình huống mà mình cần đa lắp thật nhanh, mình cần lên bóng thật nhanh thì Room đôi khi đáp ứng không tốt. Ôi rồi ôi, ok, ui đội bạn ghi bàn quả ảo thế. Beckenbauer quả đấy mình tưởng qua được. Ê, đập bờ thắc ngay, lấy hộ cái đi, lấy hộ cái nào. Rồi qua nốt,
Giả giả sút xong cớ lòng, giả sút. Ui khỏe tê, ăn gì khỏe tê. Camara, Camara bóng tím thì chắc là cũng ok đấy. À, mình chỉ nói về cái khoản yếu nhất của Room theo như mình thấy, đó là khoản truyền trọt này. Cái khả năng tỷ đè cũng 88 thôi, nói chung nó một cầu thủ 1m82 mà người kiểu mảnh khảnh, người kiểu cũng không thật sự là quá to quá đô như kiểu Room thì từ ấy Rumenic, ui căng chưa, mẹ lực rút 99 cơ mà. Ôi xời ơi, đôi bạn chỉ có xin vĩnh biệt thôi. Và thêm một cái điều ăn mừng nữa, cái điều ăn mừng rất quen thuộc ở bảng Legend. Ui rồi, một cú sút rất gọn chân, lực đi là đủ, thực sự là lực đi rất căng luôn, lực sút lên tới 99. Và theo như mình thấy thì Rung khá là thích hợp với sơ đồ ba tiền đạo kiểu như thế này, hai cánh và một xây áp trung phong. Với những em nào mà chơi kiểu chơi phất nữa thì Rung thực sự được quá bá đạo luôn, chạy xong rồi sút, một lối chơi rất là đơn giản. Còn với những em mà chơi kiểu đa lát hai tiền đạo thì lát nữa mình sẽ nói sau nhé, bởi vì nó còn liên quan đến đó là cái chỉ số chuyển. Và thêm một cái nữa mà mình thấy là nếu như Room có thì chắc là sẽ bá đạo hơn, đó là cái skill sheet shot file thì phải. Đây là skill, mình nhớ không nhầm là skill dùng động tác giả ở tốc độ cao đấy, với những em mà thích giả sút nữa. Sheet shot file nó là một cái gì đó nó rất là nguy hiểm luôn. Với Room, khả năng cầm bóng tốt, khả năng giữ bóng tốt, tất cả mọi thứ đều tốt, lực sút các kiểu đều tốt. Đây rồi, thử quả thân chân trái nào. Rung, ui trời ơi, tốt nha, thực sự là sút rất tốt luôn. Đây anh em thấy không, Rung luôn lách rất nhanh. Ui, sút căng vai, căng qua. Sút thực sự rất căng luôn. Cá nhân mình thấy thì người ta gọi Rung là top 1 CF cũng đúng thôi. Khi mà top 2 người ta đánh giá cho Diogo Forlan thì top 1 Room, bây giờ mình mới có cơ hội để trải nghiệm, thì mình thấy là Room và Forlan khá là ngang nhau. Tuy nhiên Forlan có một cái cách di chuyển, đó là Forlan di chuyển thiên về rộng hơn, còn Room thiên về kiểu theo trục dọc hơn. Úi giời, không qua nổi luôn. Đấy, Room di chuyển theo kiểu trục dọc và lúc nào cũng kiểu nhăm kiểu sát thủ ấy. Còn Forlan theo kiểu, mình thấy khá là kiểu, mình thích kiểu Forlan hơn là kiểu trục dọc anh em ạ. Room đây cho KK đây. Nói chung những tình huống dễ chuyển thì Room chuyển vẫn rất ok, còn tình huống nào mà khó chuyển thì tình huống mà kiểu quay lưng ấy, nếu như chúng ta có đoạn thúc pass chỉ số chuyển nó tốt hơn thì nó ok hơn. Nhưng mà Room thì đây hat trick luôn. Và đội hình như đội này mình gặp là rank 1500 bao nhiêu nhỉ, rank 1500 bao nhiêu ấy. Ôi rồi ông nun, sao ông không nun ngay từ đầu đi, giờ ông mới nun. Trời ơi, mất công tôi ghi hat trick cho Room mà giờ ông mới nun. Trời ơi, đội mình thì full icon một tím, đội bạn full tím một icon. À, nói chung là trận đầu chúng ta đã thấy được cái khả năng đánh hơi bàn thắng nó tốt như thế nào. Còn ở trận này thì nói chung là với hai tiền đạo, mình đã cho đá cặp với Forlan thử xem là có ok không. Nhiều anh em bảo là Room đá cặp với lại Van Basten, đá cặp với lại Rashford. Úi trời ơi, double thắp quá ngọt anh em ạ, double thắp quá ngọt luôn. Room lên đi. Úi đồng chí Tờ Linh lên đồ đi đâu ạ. Hôm nay là thứ bảy, em bước đi vào ba, hay quá. Úi giữ bóng rất mượt. Ấy da, ui may mà be góc nhanh nhá, may mà bè góc nhanh nhá. Nào chọc xuống nào. Ấy, đây, làm quả Room đánh đầu đi. Quánh đầu. Ui trời ơi, bóng hai. Khó nhá, đội bạn thủ rất chắc nhá. Anh em Bảo Long đánh cao vãi trưởng. Làm cho mình làm clip review nó rất khó nhá, bởi vì là mình thích làm clip review với những kiểu rank thấp ấy. Khi đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian và không gian hơn để chúng ta nói về, chúng ta cảm nhận về cầu thủ mình review. Chứ còn làm về rank cao như này, các bạn ấy chơi tay to, bè hết góc rồi, không có bóng mà lên anh em ạ. Đây anh em thấy không, hiệp 1 Room rất là đói bóng luôn. Và cặp với Forlan theo như mình nghĩ là thấy nó không hợp lý đâu. Với cá nhân mình chơi nhá, anh em nào mà chơi hay thì là ok, là tốt. Còn cá nhân mình thấy có vẻ như mình không hợp với cặp đôi này rồi. Một Room mà của chúng ta chỉ số chuyền thấp và thiên về gọi là săn bàn hơn là kiểu phối hợp thì
mình sẽ thay Messi vào hiệp 2. Messi có thiên yến lùi sâu để làm bóng, mình nghĩ là hợp với Room hơn là Folan ấy. Cả hai đều có style gôn po chơi, thành ra là nó hơi khó một chút. Bây giờ một cầu thủ chơi lùi và một cầu thủ chơi chạy thì mình nghĩ là ok hơn. Đây, Messi, từ từ, đợi Room chạy lên đã. Kaka. Đây, Room. Chí Room. À, điệu ăn mừng giơ hai tay, thoát xuống rất nhanh, ui rồi. Và cú dứt điểm thì thật sự là với những cái tình huống dứt điểm của Room thì sút 10 quả thì chắc chỉ có một quả là đi đập cột dọc vào lưới thôi, còn lại là vào lưới hết. Nói oai vậy thôi chứ còn thỉnh thoảng vẫn phải có lúc ngáo anh em ạ. Nhưng mà Room là một cầu thủ mà nếu mà đã được đánh giá là best CF thì chắc chắn là cái độ ngáo nó rất là ít. Cái khoảnh khắc mà những cái trận đấu mà Room thể hiện không tốt thì mình nghĩ là rất là ít. Vậy nên vẫn được đánh giá rất cao anh em ạ. Không phải đơn giản một cầu thủ được đánh giá cao. Cam Room. Room. Ui. Mình tưởng không vào cơ. Vai vẫn vào kìa. Ôi thằng lại điệu nhảy. Cái gì nói cái gì nhỉ? Lại điệu nhảy lên bổ cao cao mình lại điếu. Mình tưởng góc này thủ môn đẩy được cơ. Nhưng mà lực sút nó quá tốt. Lên tới 99 cơ mà. Thế này thì thực sự là BCF cũng đúng thôi. Nhưng mà cũng phải tùy nhá. Đấy là do phần đa số là những anh em đánh giá Room là BCF thôi. Còn anh em nào mà chơi thấy Room không phải BCF thì là do anh em thôi. À, double thắc. Ui sởi ơi. Nào làm quả nữa. Anh em thấy không? Mấy góc đấy thì không vào là cũng lạ. Room biến Van Dijk thành gã hề luôn. Và thậm chí là biến cả thủ môn nữa. Hai tình huống cửa má ngoài trong một trận đấu và cùng một góc sút tương tự, thậm chí là Virgil van Dijk. Thôi, nói chung là đá đến đây thì theo như mình thấy thì mình thích Room ở vị trí chơi ở vị trí đó là 3 CF hơn anh nhỉ. Đá vị trí sơ đồ 3 tiền đạo hơn, hai cánh và một CF trung phong cho Room. Ui, sút tốt thế. Cho Room cai trị ở vị trí CF. Đá C2 CF cũng được nhưng mình thích ở sơ đồ 3 tiền đạo hơn. Messi, à, chuyển cho Room. Room, ui, đội bạn xoạc kinh nghiệm thế. Nào Room đâu? Phí quá. Tí nữa thì Room có poker. Rồi, ok. Trận thứ hai lại hat-trick tiếp, trận đầu hat-trick, trận này hat-trick. Sổi ơi, nó phải gọi là ngọt sờ ngào luôn. Đồng chí Room lên đồ. Qua nửa đời phiếu sạt, Room lại về úp mặt vào sống quê. Đấy, úi sổi ơi, 1692 điểm rank kìa. Làm review như thế này thì làm sao mà làm nổi. Gặp toàn cầu thủ rank cao. À nhầm, toàn đội rank cao. Mà đội này thì full tím, một cầu thủ bạc ảo đấy. Thật sự luôn. Anh em cho mình mượn ác, nhưng mà anh em rank rất cao nhá. Mình thì đã chơi rốt thì chớ. Anh em như kiểu chôn mình ấy. Ôi dồi ôi. Ngày phút đầu tiên thôi. Trời ơi sao tôi khổ thế này. Ui, Room giữ bóng tốt nhưng mà cái hàng tỷ đề chỉ có 88 thôi. Đôi lúc nó không thực sự là khỏe, quá khỏe. Tranh chấp một cầu thủ thì được. Nhưng mà tự nhiên mà có thêm cầu thủ nào mà nhảy vào nữa thì Room cũng tỏ ra bối rối đấy các bạn. Hơi bối rối đấy. Cảm phong xô. Nhưng mà mình nghĩ anh em tốt nhất anh em không nên chơi Room ở vậy. Vị trí cánh đâu. Bởi vì là cái bản năng săn bàn nó theo trục dọc. Chơi ở cánh thì nhiều anh em sẽ chơi theo kiểu mà be vào trong sau đó cứa lòng như kiểu là Ronaldinho anh em để cánh ấy. Thì thực sự đây là một cách không hay với lại Room. Bởi vì Room cái độ xoáy bóng, cái khâu của Room nó chỉ là 8x thôi. Ui. Ông xoạc rồi. Đây cho Room sút phạt luôn. Cho Room sút phạt luôn. Chà nào. Úi giời, quả này không vào nữa thì thôi. Ôi. Không vào kìa. Sút phạt Room chỉ có 7 mấy thôi anh em. Ôi chết rồi, 2-0 thôi. Không vào nha. Không vào nha. Vào làm sao được. Kinh nghiệm lắm, vào làm sao được. Rồi nói chung là úi. Sao lần nào cứ nói cái gì là vào ấy nhỉ. Cứ đang nói lại vào. Nói phét tí lại vào. Rồi thầy Izaghi, chắc là mình thay Messi anh các bạn, thay Messi bởi vì Folan có phong độ rất cao.
phong độ cứng cơ. Nó đá cánh luôn thay Messi. Mình không quen cầu thủ chân trái đá ở vị trí cánh phải lắm. Chắc là có một mình không quen anh em ạ. Room, Room chuyển sang cánh phải rồi. Tốt. Tốc độ Room rất tốt. Nhưng mà cầu thủ đội bạn rất tiếc. Đây. Ui, Room, làm gì đi. Ui, trời ơi, khó quá. Room đá cánh thật sự rất thiệt thòi anh em ạ. Tốt nhất là thôi nhá, tốt nhất anh em không nên cho Room đá cánh làm gì cho phí. Phí phạm của giời. Thực sự rất phí phạm của giời luôn. Room, ui. Ui, sút bừa mà vào kìa. Ui, sổi ôi. Trời ơi, ui, phải nói là cú sút rất tốt nhá. Không cần đà nhiều luôn, ui, rất hiểm. Lực sút thì phải gọi là quá là ok. Nhưng mà đấy cũng là xuất phát từ một tình huống mà Room đang di chuyển ở giữa, chứ không phải là Room hoạt động quá tốt ở bị cái cánh đâu. Thôi nói chung là trải nghiệm cho anh em xem vậy thôi, chứ còn chúng ta không nên đá Room ở vị trí cánh nhanh nha, phí lắm. Room chỉ nên đá sang số 3 tiền đạo hoặc là cặp với một tiền đạo khác thôi. Cặp với một tiền đạo làm bóng tốt thì được. Kiểu tiên hướng lùi sâu làm tưởng như kiểu Kluivert hay là Messi các kiểu lùi xuống cho Room băng lên, nó thực sự nó rất là bá đạo. Còn về việc mà cặp với một gôn pho chơi khác thì theo như mình thấy là anh em chơi quen thì nó vẫn ok thôi. Đấy là cái ui, cái gì đây, sao không sút luôn. Ui phải, các bạn chơi liều thế. Đây này, khoảng không gian double tuck. Nhưng mà đội bạn không bè vào anh các bạn. Double tuck đội bạn không bè vào, quê thật, không bè vào luôn, quá quê rồi. Room bạn căng ngang, khó. Nói chung là ghi được một bàn, nhưng mà bàn ấy xuất phát từ việc room sút ở khoảng cách, sút ở vị trí giữa sân theo trục dọc. Còn ở vị trí cánh thì thực sự là mình thấy không hợp với cá nhân mình. Ôi cái gì đây, ông kia xoạc. Trời ơi, xoạc kinh đấy. Thẻ vàng luôn. Rồi, nói chung là tổng kết Room ở vị trí CF ok, vừa vị trí tiền đạo, hai tiền đạo ok. Nhưng ở vị trí cánh ôi trời ơi, 3-1 thôi bỏ đi, không quan tâm nữa. Vị trí cánh thì tốt nhất anh em không nên chơi nhá. Đánh giá về Room thì nếu mà theo thang điểm thì mình chỉ cho 9 điểm thôi, 9,5 nha anh em. Bởi vì Decat là khả năng săn bàn rất tốt, nhưng mà vẫn có một số hạn chế mà mình không thích lắm, đó là khả năng chuyển. Ok, nói chung đây là một con hàng mà anh em đánh giá best CF hay là top 1 CF thì mình thấy vẫn cứ là ok thôi. Bởi vì là cái khả năng dứt điểm săn bàn nó rất 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 đáng để anh em đáng đến từng xu để anh em quay luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.